thu sứt xoài, thơm giòn, chua ngọt, cứ mê hoài. Rất vui được gặp lại các bạn khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Phước Hưng ơi, hôm nay có cá nè, có xoài nè, món ăn có tên gọi là gì? Hôm nay Phước Hưng cũng như là Minh Vương sẽ giới thiệu cho các bạn món cá thu sốt xoài sẽ rất là độc đáo luôn. Phần cá thu này rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ cắt cá thu ra từng lát vừa ăn. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nhé. Chúng ta sẽ cắt lát phần cá thu giúp cho cá thấm vị, khi chiên sẽ có độ giòn ngon hơn. Và đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng xoài keo có cái vị chua nhẹ thì sẽ phù hợp với món ăn hơn. Sẽ cắt ra thành từng lát. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Và đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn xoài có độ giòn và chua nhẹ thì sẽ phù hợp với món ăn hơn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cắt hết luôn. Phần cá thu để Phước Hưng sẽ đập dập phần đầu hành trắng để chúng ta ướp vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho đầu hành trắng vô cá thu. Trộn đều cái phần đầu hành trắng để cho thấm phần cá thu này cho thơm ngon. Bây giờ Phước Hưng sẽ đặt lên trên bếp một cái chảo dầu để chúng ta chiên cá. Trong khi chúng ta đợi dầu nóng thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta sẽ pha cái hỗn hợp sốt xoài. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cần là nửa chén xoài keo mà chúng ta đã cắt hạt lựu sẵn rồi. Cho vào đây một chén tương xí muối, chúng ta sẽ trộn đều lên và chúng ta sẽ trộn nhẹ nhàng thôi để tránh cho phần xoài keo không bị dập mà quá mềm, ăn sẽ không ngon. Như vậy là phần sốt của mình đã xong, rất là đơn giản thôi. Phước Hưng sẽ sử dụng nửa gói gia vị nêm sẵn Aziquick bột tẩm khô chiên giòn. Hưng sẽ cho vào một cái dĩa. Chúng ta sẽ áo đều cái phần cá thu này. Đối với món ăn nào mà chúng ta có sử dụng Aziquick bột tẩm khô chiên giòn thì chúng ta không cần nêm nếm gia vị nữa. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt cho vào chiên luôn. Rồi. Mình sẽ chiên cho phần cá thu hai mặt nó đều vàng giòn đúng không Phước Hưng? Đúng rồi, chúng ta sẽ chiên với lửa vừa thôi để cho phần cá thu được chín đều hơn. Và đối với món ăn ngày hôm nay về cá thu thì cá thu Minh Phương rất là thích, bởi vì trong cá thu có rất là nhiều chất omega 3 và chủ yếu là DHA. Thì DHA rất là nổi tiếng cho sự phát triển não bộ ở trẻ nhỏ. Và bên cạnh đó thì chất này cũng giúp cho cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi. Một món ăn rất là giàu dinh dưỡng. Bây giờ phần cá cũng có cái màu vàng rất đẹp này, chúng ta sẽ cho qua một cái giấy thấm dầu. Món ăn ngày hôm nay quả thật là siêu nhanh, siêu dễ mà lại siêu hấp dẫn đúng không đúng nào? Rồi. Và trước khi chúng ta trình bày món ăn ngày hôm nay thì chúng ta đừng quên một địa chỉ rất là quen thuộc để xem lại công thức của món ăn này hôm nay. Đó chính là mã QR đang hiển thị trên màn hình. Chúng ta hãy dùng điện thoại để quẹt mã này các bạn nha. Và bây giờ Phương Hương cũng đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa để chúng ta trình bày ra món ăn. Cho cái phần sốt xoài bên dưới. Cho phần cá thu lên. Từng khoanh cá trông rất là vàng giòn. Đúng rồi. Cho lên đây một ít ớt sừng nè. Và một ít đầu hàng trắng chúng ta trang trí mà chúng ta cũng có thể ăn kèm luôn. Và một ít ngò rí nè. Rồi. Vậy là bây giờ món cá thu sốt xoài của chúng ta đã hoàn tất rồi. Khi ăn thì chúng ta sẽ kết hợp với món cơm trắng nóng sẽ rất là tuyệt vời. Và để tạo nên một bữa ăn đầy dinh dưỡng thì chúng ta có thể kết hợp với món canh sườn bí đỏ rong biển sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và với tiêu chí của món ngon mỗi ngày đó là những món vừa nhanh gọn nhưng phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, thì Minh Phương tin chắc rằng món cá thu sốt xoài ngày hôm nay sẽ đáp ứng được những điều đó. Chúc các bạn khán giả sẽ thành công. Nước sốt đỏ cam đi cùng với xoài chua chua ngọt ngọt, cực bắc vị. Cá thu ngọt thịt, giòn giòn, béo béo, trọn vị mâm cơm. Nếu như các bạn đang tìm một món ngon, vừa đơn giản và bổ dưỡng thì hãy làm ngay món cá thu sốt xoài. Và cũng đừng quên truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để biết thêm nhiều công thức của các món ăn ngon nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.